Hello các bạn, mình là Trí Nguyễn, mình rất hân hạnh được gặp các bạn ở khối C Channel. Khỏe không các bạn? Trước khi vào cái video hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn về cái hồi tối hôm qua có một anh em tag mình ở trong kênh qua một cái kênh người Việt vô gia cư các bạn ha. Rất là nhiều bạn thắc mắc về tại sao ở nước Mỹ mà càng ngày càng thấy nhiều người Việt mình vô gia cư hoặc là người Mỹ vô gia cư quá vậy. Thì sẵn đây mình muốn chia sẻ với các bạn về cái vấn đề này. Thì đây là cái theo mình thấy thôi các bạn ha. Nó có 3 trường hợp các bạn. Trường hợp thứ nhất là tội phạm các bạn. Thì những người này á, theo như mình thấy là như vậy. Khi người ta làm cái gì đó không đúng và bị bắt vào tù một thời gian các bạn ha, thì người ta ra, theo như mình thấy rất là nhiều người, người ta biết quay đầu trở lại và làm một cái người tốt, và mình thấy rất là nhiều người ta trở thành một cái người đàn ông có một gia đình rất là ok các bạn, rất là hạnh phúc, nhà cửa, xe cộ, công ăn việc làm, thấy rất là ok, không có gì hết, nếu mà người ta muốn quay đầu trở lại và làm một người đàng hoàng các bạn ha. Còn cái thành phần mà thả ra rồi và tiếp tục đi con đường đó làm những cái việc phạm tội đồ thì người ta bắt nhốt vô lại rồi ra vô thì những người đó theo như mình thấy không phải là cái thành phần ở sống ở bờ suối bờ hồ các bạn ha, vô gia cư. Thật ra những cái thành phần đó thì mình thấy người ta cũng có nơi sinh sống đàng hoàng hết, từ người ta ra người ta buôn bán những cái đồ tầm bậy tầm bạ, thì mình thấy người ta có cuộc sống không đến nỗi mà đi xuống bờ hồ bờ suối sống các bạn ha. Cái đó là thành phần thứ nhất. Còn thành phần thứ nhì là rượu chè cờ bạc các bạn ha. Thì mình thấy cái thành phần mà rượu chè cờ bạc này á thì không có đến nỗi các bạn người ta quay đầu trở lại và làm một cái người bỏ rượu bỏ cờ bạc, thì mình thấy cái chuyện này khá là nhiều người làm được các bạn. Cái mà mình muốn nói với các bạn á là thành phần nghiện các bạn ha, nghiện. Ok, nghiện nó là như vậy các bạn. Người ta mới đầu thì người ta chơi những cái hàng như nhẹ nhàng các bạn ha, và từ từ cái người ta đi đến cái hàng nặng hơn, và sau đó các bạn biết không, người ta chơi cái này rồi á thì người ta không muốn làm các bạn, tối ngày cứ muốn cho cái đầu óc của mình nó phê, nó đã riết, cho nên người ta không có cái tâm tư, không có lý trí đi làm, không có muốn đi làm, không có động lực đi làm đó. Thì khi mà người ta đến cái giai đoạn mà người ta hút sách, người ta người đời người ta hay gọi là đập đá đó các bạn, hoặc là meth các bạn ha. Cái những cái này á, là theo như mình thấy á, nó là tận cùng của xã hội rồi các bạn. Thì theo như mình thấy những người ở đó đó các bạn, gia đình của họ giúp họ nhiều lắm, mình chắc chắn là gia đình của họ sẽ giúp họ trong cái khoảng thời gian đầu để cai nghiện các bạn ha. Có thể đưa họ vô trong cái chỗ mà chính phủ có cái chỗ cho người ta vô đó để người ta cai nghiện các bạn. Thì theo như mình thấy khi mà họ vô chổng rồi á thì 1-2 ngày cái người họ ra liền, họ ra ngoài và họ tiếp tục đi lại con đường đó nữa, hút sách nữa. Tại vì khi mà vô trong, mình không biết ở Việt Nam sao, nhưng mà bên Mỹ á, khi người ta vô cai nghiện đó, chính phủ không được quyền bắt người ta các bạn, tại vì người ta đâu có tội đâu, không được quyền giữ người ta lại trong đó. Khi người ta muốn đi ra ngoài họ cũng bó tay, tự họ không được quyền giữ người đó lại, detain người đó lại các bạn ha. Tại vì khi mà người ta tự nguyện, người ta muốn vô trọng, người ta cai xong người ta ra đó, chứ không có bắt người ta ở trong đó, trừ khi người ta làm cái gì phạm pháp thì có tội thì sẽ bắt người ta vô đó thôi. Rồi khi mà người ta quay ra lại ở ngoài đời á, người ta tiếp tục đi con đường cũ và hút sách các bạn ha. Khi mà hút sách rồi á, thì cái đầu óc của họ không muốn đi làm nữa, không có cái động lực đi làm nữa. Và càng ngày họ đi càng sâu thì gia đình của họ, các bạn biết không, giúp họ một thời gian nào đó, giúp họ một khoảng vài năm nào đó, chứ đâu có thể giúp riết được các bạn. Tự vì mỗi gia đình có mỗi cuộc sống,
mỗi cái sự việc người ta, cái mưu sinh người ta phải phải đi làm, các bạn thấy không? Và người ta cũng không muốn là con cái của mình lớn lên nhìn thấy người trong gia đình của mình như vậy nữa. Đó, nó rất là ảnh hưởng các bạn. Cho nên họ bó tay và họ nhiều khi họ bực quá họ đuổi ra ngoài luôn, đuổi ra ngoài. Đó, rồi người mấy những người này mà ta đi ra ngoài, ta đã lang thang ra ngoài, người ta xin tiền, đi vòng vòng xin tiền, đâu phải xin tiền để sống qua ngày đâu các bạn, xin tiền để thỏa mãn cái cơn ghiền của họ. Đó. Rồi chính phủ cũng có cái chỗ để cho những người này vô đó để người ta ở các bạn, ở không có phải ở ngoài đường hoặc là không nhà không cửa, ở gầm cầu. Thật ra chính phủ Mỹ người ta có những cái chỗ để người ta lo cho những người mà không có nhà cửa, người ta vô trọng ta ở. Nhưng mà vô trọng ở á là phải chấp nhận theo phải theo cái luật của ở trong đó các bạn ha. Tới giờ nào đi ngủ, giờ nào ăn, đó không được phải không có được mà quấy rối trật tự ở trong đó. Thì các bạn biết những người này mà người ta đứng giống như người ta nhảy gì đó, từ cái người khi mà người ta hút sách cái đầu óc ta nó không có bình thường nữa các bạn. Ta đứng mà giống như ta nhảy gì nè, đó người ta nói chuyện trên trời dưới đất không à. Đó, cho nên những người này người ta không thích ở trong đó các bạn ha, người ta thích đi ra ngoài, ta được thoải mái, muốn làm gì cũng làm, đi đâu cũng được, ngủ đâu cũng được. Đó, thì các bạn thấy họ hay đi xuống bờ suối người ta ở, hoặc là người ta xây một cái gì đó để người ta che nắng che mưa các bạn ha. Tự vì các bạn biết không, nhiều khi mình thấy mình nhìn những cái kênh YouTube mà người ta vô quay á, mình biết rằng những cái người này á cũng khó lắm các bạn, khó lắm mà giúp mấy người đó quay ngược trở lại thành một người đàng hoàng và bỏ cơn nghiện, khó lắm các bạn. Tại vì ngay cả bản thân của họ, họ không muốn giúp bản thân của họ thì làm sao mà tới cái người ngoài giúp được các bạn. Nhiều khi gia đình họ bỏ rất là nhiều thời gian để giúp họ mà đến nỗi mà gia đình của người ta phải bó tay là các bạn biết rồi. Tại vì họ chỉ biết thỏa mãn cơn nghiện, khi mà cơn nghiện đến họ chỉ muốn thỏa mãn cơn nghiện đó thôi, họ không muốn làm gì nữa hết. Đó, ngoài chỉ có kiếm tiền, hết tiền cái đầu cái đi vòng vòng xin tiền, hoặc là ai kêu cái việc gì đó làm sơ sơ vậy đó, cái đầu để lấy tiền đó. À, bỏ vô tiền ăn thì ít, nhưng mà tiền mà để làm cho thỏa mãn cái cơn nghiện á là thứ nhì các bạn ha. Đó, cho nên cái lý do này á các bạn thấy nhiều người Việt của chúng ta bị sa cơ vào cái cơn nghiện đó các bạn ha. Mới đầu thì mới nghĩ đi chơi với bạn bè mình hút sơ sơ này kia để cho vui, từ từ ta đi riết, ta làm riết cái nó ta đi quá đà đi, người ta đi xa quá mà người ta không có quay đầu lại được các bạn. Đó, thì cũng có một ít người quay đầu lại được, chơi những cái hàng mà nói thiệt với các bạn á, hồi đó giờ mình chưa bao giờ, trong đời của mình mà chưa bao giờ hút một cái điếu cần sa hay là một cái cocaine hay là cái gì đó. Mình chỉ biết là hút thuốc là cái mà xa nhất mà mình làm thôi, mình không bao giờ đi xa hơn cái đó nữa. Đó, thì quay về cái cơn nghiện của họ, đất nước Mỹ ở đây bây giờ nó bị tệ nạn cái đó rất là nặng các bạn. Thì theo như mình thấy, những cái hàng cấm nó đưa từ nước ngoài vô rất nhiều, đặc biệt là nước Mexico các bạn, đưa qua bên Mỹ rất là nhiều. Những cái hàng đó đã bán ra ngoài thị trường ở Mỹ nè, rồi người ta mua, người ta chơi, rồi người ta đi xa quá, người ta quay đầu là không được các bạn. Tự vì theo như mình thấy á, chơi những cái loại hàng như meth là đập đá đồ các bạn, mấy cái đập đá đồ, mấy chích đồ nấu đồ này kia nọ, là cái đó là chỉ là đến giai đoạn đó là hết cứu chữa rồi, chỉ là một người tàn phế như vậy và chơi cho đến người ta chết thôi, chứ người ta hiếm lắm người ta mới có cái động lực nào mạnh lắm người ta mới quay lại được thôi, còn không là người ta sẽ không bao giờ quay lại được các bạn. Đó. Ở bên cái tiểu bang Pennsylvania các bạn, thì mình thấy có một cái con đường, có một cái khu
mà cái khu này á là cái dân mà nó chơi ghiền, nó chơi trên đường nó giống như là zombie vậy các bạn, nó đi đứng nó giống như là một cái con zombie. Thì con zombie đi sao thì những người này người ta đi như vậy các bạn, người ta hút xách bên đó như vậy. Mình khi mình đi trên đường á thấy những cái kim đồ nó nằm dưới đường này kia nọ đó đó. Ở đây họ không có bắt những người đó được các bạn, những người hút xách á người ta không có bắt được, trừ khi cái người hút xách đó người ta phạm tội gì đó mới được quyền bắt, còn không á người ta không có bắt được các bạn đó. Theo như mình thấy ở bên Việt Nam á mà hút xách đồ á, là chính phủ bắt, thì cái đó là cái mình thấy rất là tốt, bắt vô bỏ trong tù vài năm, 10 năm, 5, 7 năm gì đó để cho người ta quên lãng đi cái đó. À, thì thờ mai người ta bỏ đi cái cơn ghiền được các bạn ha. Còn ở đây là mình thấy bó tay. Cho nên phần đông là các bạn thấy những người anh em kém may mắn, họ phải ra cái gầm cầu gầm suối người ta sống. Theo như các bạn thấy ở trên trên mấy cái kênh YouTube, cái đó là cái tự con đường của họ lựa chọn các bạn ha. Theo như mình thấy nếu mà một người bình thường không có vướng vào rượu chè cờ bạc hút xách, mình nói thiệt với các bạn, họ sống có một cái cuộc sống khá là ổn định các bạn. Từ cái đồng lương ở bên Mỹ bây giờ thì dư sức cho họ trang trải cuộc sống hàng ngày các bạn, và có chỗ ở đàng hoàng hết đó. Nhà cao cửa rộng thì cái đó mình không biết, nhưng mà đối với cuộc sống bình thường thì người ta lo nổi, rất reasonable cho họ để họ làm rất là dễ dàng. Còn những cái người mà đàng hoàng mà người ta mất việc ha, ta mất việc làm các bạn ha, rồi ta mất nhà cửa đồ này kia đó, thì cái phần trăm đó phần trăm ít các bạn, nhưng mà họ không chịu dời đi cái nơi mà họ có thể sống với cái đồng tiền nó cái vật chất nó dễ sống hơn. Người ta cứ ở ngay cái chỗ đắt đỏ đó. Đó, cho nên người ta cái cuộc sống cái việc làm mà lương ấy lương bình thường của người ta không có thể lo được cái apartment, cái chỗ chỗ để cũng như mướn cái nhà để ở, hay là mướn cái apartment thì giống như là phòng trọ các bạn ha. Mà phòng trọ Việt Nam thì mình thấy phòng trọ Việt Nam nó rất là nhỏ, rất là ấy, còn apartment nó rất là lớn. Ở đây nó có bếp đầy đủ hết đó, tại vì họ không chịu rời những cái tiểu bang đắt đỏ đó. Ở có nhiều tiểu bang các bạn rất là dễ sống, giả tỷ như Texas các bạn rất là dễ sống. Các bạn có thể mướn cái phòng 1 tháng 500 700 là cái phòng rất là ok á. Cho đến 1.000, hoặc là có tiền nữa thì mướn một cái nhà nhỏ nào đó 1.500 một tháng, nếu mà cái tiền lương mình làm cao đó. Còn ở ở những cái tiểu bang mà đắt đỏ quá thì rất là khó sống cho những người đó. Cho nên các bạn thấy một vài người mất việc mà họ phải ngủ trong xe đồ này kia nọ là lý do đó các bạn ha. Người ta không muốn rời cái nơi đắt đỏ đó mà ta đi những cái tiểu bang, tới 50 cái tiểu bang, là 49 cái tiểu bang để mình đi. Thì mình không có tính là Hawaii, mình chỉ tính những cái đất liền như này là 48, 47 cái tiểu bang. Đó, rất là nhiều cái tiểu bang dễ sống. Đó, mà họ không chịu đi, họ muốn ở cái chỗ đó thì họ phải chịu thôi, từ cái đồng lương của họ không có thể lo cho họ cái chỗ ở đồ đó. Và mình có đôi lời muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ, anh em trong kênh. Khi mình ra ngoài mình chơi vui, nhưng mà đừng có vui quá các bạn ha. Biết cái chỗ nào nên dừng lại, đừng đi xa quá, rồi sau này mình quay đầu lại không được, mình sẽ làm khổ cha mẹ, anh chị em, bạn bè. Những cái hàng cấm đó thì sẽ làm cho các bạn từ tàn đến phế, người ta khinh thường đủ điều hết các bạn. Đừng bao giờ đụng đến những cái hàng cấm đó ha. Ở xã hội này cấm bán những cái hàng đó là tại vì người ta có cái lý do, nó hại tinh thần thể xác của mình khi mình đụng đến nó các bạn ha. Nhớ đừng bao giờ đụng đến nó. Và trong nay mai mình sẽ có một cái video mà mình đi chơi, mình phỏng vấn những người nước ngoài các bạn ha. Nước ngoài thì nước là nước nào, nước ngoài những người
gia tộc khác các bạn ha, để coi họ biết cái nước Việt Nam của mình ở đâu không, những cái nước gì nằm kế nước Việt Nam của mình, mà khi nghe người Việt Nam của mình cái gì đầu tiên ấn tượng trong đầu của người ta, và cái cảm nghĩ người Việt Nam của mình đối với người ta như thế nào, thì nay mai mình sẽ có video để chia sẻ với các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái video hôm nay các bạn. Name the two countries that are right next to Vietnam. Where is Vietnam? I'm gonna ask you three easy questions. I'm gonna pump the full tank of gas for you. Where is Vietnam? When you think of Vietnamese people, what's the first thing come to your mind? I wanna pay for your gas. Where is Vietnam? On the other side of the country. In Japan. Phải không? Đẹp quá. Thank you, thank em you. Thấy quăng lên Facebook rồi chuẩn bị đi ngồi uống uống trận nữa hả? Chúng đánh dọc với anh em chơi. Từ cái show trên đây nè. Ở đâu? Ở 45 á. Chơi chút. Nhà đi. Ừ, cà phê chút nữa đi. Morning, hello, hello. Cà phê sáng hả? Dạ. Chơi. Dạ. Anh ra đây cho nên ra đây sẽ hay. Thank you, thank you. Mấy năm nay không muốn muôn màu muôn sắc các bạn ha. Ý của anh Phước nói cái răng của anh như vậy á, cạp cái gì mềm mềm á là được, còn cứng cứng là không được. Cạp cái gì mềm mềm á nó sẽ bóp phở hết trơn, không bị xước được. Miếng trâu á sẽ miếng trâu nó bị xước á. Nó vô nó ăn mà nó trời này á, đi vô tìm cháu lòng ăn rồi hết sảy. Tao đi ăn cháu lòng nó bụng á. Ờ, ăn quán bữa trước mình ăn á. Quán đi, đi quán nữa đi ăn đi. Ngon. Uống hết cà phê đi. Năm quán à. Nó mình uống hết hả? Ở Việt Nam quán á. Chưa mở mà, đâu có. Mười giờ lắm, em ơi, mới mở. Chưa đâu, chưa đâu. Mười giờ mở rồi. Chưa đâu. Nhưng vì quán nào quán nào? Cháu lòng mà nó rất là em gái. Cái này hả? Không không phải là cái mình. Mình thích đi chỗ đó. Em sẽ anh sẽ khách đi chỗ đó. Tại vì cho cháu ăn á, anh em ai cũng dành trả tiền. Anh là coi ông sống. Bước vô trả tiền. Mình ngồi ngoài vui, vui, khỏi trả tiền. Vui, chạy xe vui. Nói không nói tại vì sao cái đồ trả tiền có thấy bà chủ. Thì bây giờ anh em đi ăn sáng các bạn ha. Ê đồ đi ăn cháo lòng. Đẩy dày lên. Ô má. Bữa nay cái trí quay xe mình đẹp lắm nha. Đại ca, đại ca. Hey.
đúng. Trời ở ngoài mưa hoặc là lạnh lạnh ăn cháo lòng rất là ngon. Đó. Đúng rồi. Đó, như cái trời ngoài bữa nay cũng là lạnh các bạn. Cho nên anh em ngẫu hứng vô ăn cháo là rất ngon. Mày nói gì? Ở đây gì cũng ngon nè. Này nhiều quá vậy. Thích ở sao quét lên vậy? Đủ hết chưa em? Còn ai nữa, còn ai nữa? Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Hồi nãy anh đệ nó vô đây nó không ăn, vô đây nhìn nó không no rồi. Đúng không? Lấy khăn chùi cho nó mẹ mới. Cái miệng của anh á rất là miệng lưỡi. Ảnh đi Việt Nam mà mua vé mà vé ngồi mà economy phía sau đó mà nói chuyện với flight attendant sao ngọt quá, sao đưa ông lên trên cái first class luôn. Ơi bye nè. Cái câu hỏi mà anh hỏi là hình như cô chủ này còn available đúng không? Thì cái đó em không có trả lời được, nhưng mà em sẽ chuyển lời đến cho anh Hiệp và tất cả anh em ở trong kênh tìm hiểu thêm ha. Em bỏ ớt vô thật là cay. Chết rồi. Cái bên vừa chủ mà vừa đẹp nữa. Đó là cái mình không biết. Anh vô đây nhiều lần mà không biết gì. Em ơi, cái tô cháo cho cái anh đó có chưa? Mà nãy giờ anh nhìn hoài à. Anh cứ nhìn dọc tô cháo anh có chưa? Để xanh tô cháo đây em. Để anh tô cháo cho mình đi. Câu hỏi này ha. Thật ra anh thì anh không tin đó, anh không bao giờ tin được là một người như em mà available. Thì rất là nhiều người hỏi và ở trên kênh người ta hỏi thật ra em available hay là không. Anh nghĩ em độc thân không? Không. Anh nghĩ là em độc thân hả? Anh đúng. No. Làm gì trả tiền gì đông như vậy? Một, thôi để mình trả cho được đây. Thôi để mình trả cho. Hả? Trả chứ. Làm gì dành trả vậy ông mấy ông nội? Cần việc này làm nè, cần việc làm không? Tao tiện quản lý vậy à. Ờ. Tiện quản đại mà. Có em nó xong mai service đó mày. Có rồi, đang đợi là medicine. Em service rồi. Mà service rồi hả? Từ trên dưới luôn. Tay làm rồi. Giờ làm chân hả? Làm chân xong làm gì nữa? Dạ, làm tưng xong tính tiền. Đó thì các bạn có muốn về Houston và muốn có một tiệm nail làm liền á thì các bạn có thể gọi đợi các bạn ha. Thì nãy mình cho các bạn cái số của tiệm với lại số của số tay của đệ các bạn ha. Đây địa chỉ tiệm của đệ các bạn. KNS Nails Complete Professional Nails Care. Số điện thoại là 281-440-8861. Cái đó là cái số điện thoại của tiệm các bạn ha. Còn hồi nãy mình đặng cái số điện thoại của tài của đệ, các bạn có thể gọi luôn.
Chiếc cổ vết quần này các bạn ha. Hạ clip xuống. Chia sẻ với các bạn
just want to show the people from Vietnam, like how police over here, they like always armed, you know, like everything, you know, all ready to do the job, you know. Oh, you gotta be, man. You gotta be ready. Work, man. It's a big city, so everything is like. Yes. What's on your car? The white one over there. One, yeah. Nice car, thank you. So next time don't pull us over. Nah, if you take me on a ride, I won't pull you. Oh, okay. Okay. There you go. Thank you. Nice to meet you. Yeah. Thank you for the service. Yes, sir. Yep. Yeah. Nó đi nhưng mình nâng lên chứ hả? Đi nâng lên, phải nâng lên. Nó xài bằng cái air back system. Chứ không đi vậy nó cả luôn rồi. Đúng rồi. Đâu chạy được. Nó phải nâng lên. Cái này cho show thôi. Đậu á. Để nó đậu thôi. Nó hạ xuống đúng rồi. Thì bây giờ anh em không muốn đi về, đi muốn đi cà phê ăn trưa các bạn ha. Thì con đường này khá là nhiều xe cộ chạy qua lại, thì hai anh cảnh sát này sẽ giúp anh em block cái khúc đường này để anh em chạy ra một lượt ha. Đó, anh sẽ ra block đường giùm ha. Okay. Oh! All the shorties is let me back it up, drop it down, let me see you just get low, smoke the ground, let me see you just. Also, big shout out to the Lambo crew. Thank you guys for coming up. Oh, we want to hear the engines. We sure want to hear the engines. Let's go. Thank you for coming out, man. Thank you. Let's go. They call them the Fly Boys. Right, they call you guys the Fly Boys. Ha ha ha.